Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị và các bạn, biên giới là bộ phận thiêng liêng bất khả xâm phạm của lãnh thổ quốc gia. Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thế hệ trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh hôm nay đã và đang ra sức phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, góp sức thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng tại khu vực biên giới. Nổi bật trong số đó là tuổi trẻ đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân với nhiều hoạt động ý nghĩa và xung kích nơi vùng biên giới. Khoác trên mình màu áo xanh, tuổi trẻ bộ đội biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân luôn cống hiến, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện sáng tạo trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân được triển khai toàn diện và đồng bộ, không ngừng đổi mới, đạt được những kết quả to lớn. Các phong trào của tuổi trẻ đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng. Đoàn viên thanh niên có những cống hiến thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện sáng tạo trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân hoạt động với là sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân. Cho cán bộ đoàn viên trong chi đoàn luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thì trong nhiệm kỳ vừa qua, chi đoàn đã làm tốt một số mặt công tác, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên, thứ hai là xung kích vào nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, thứ ba là tổ chức đoàn tham gia xây dựng đảng, thứ tư là phối kết hợp với tổ chức đoàn ở địa phương cũng như đoàn kết nghĩa để tổ chức các hoạt động phong trào bề nổi để xây dựng cũng như tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ đoàn viên trong chi đoàn xung kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với 5 đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn cùng 22 cán bộ đoàn viên thực hiện công tác đoàn, phong trào thanh niên của chi đoàn chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chính trị là quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Địa bàn hoạt động trên khu vực biên giới, cán bộ, đoàn viên trong chi đoàn có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ biên giới thông qua các hoạt động canh gác, mật phục, chốt chặn, tuần tra thanh niên, ngày chủ nhật xanh. Ngay từ đầu các năm, chi đoàn chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ đường biên giới, cột mốc, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ. Thường xuyên tuần tra bảo vệ địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, tập trung vào thời gian trọng điểm, địa bàn trọng điểm, ngày lễ Tết và các sự kiện chính trị quan trọng. Chi đoàn cũng đã làm tốt công tác xung kích trên các mặt trận của đơn vị như là tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát lưu động để kịp thời ngăn chặn những các dấu hiệu xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, đặc biệt là trong thời gian tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Thứ hai là chi đoàn cũng đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer ở trên địa bàn của đơn vị, đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ và phát huy được tốt vai trò trách nhiệm trong tổ chức chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, việc tổ chức toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thứ ba là chi đoàn cũng đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn như là Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên về tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động, phát quang đường biên, cột mốc, tổ chức ngăn chặn những hành vi vi phạm đến lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ của lực lượng đoàn viên đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân được cấp ủy, chính quyền và đơn vị đánh giá cao là việc chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên, bảo đảm sát với tình hình biên giới địa bàn, đồng thời tham mưu thực hiện tốt các biện pháp công tác biên phòng, nắm tình hình nội biên, ngoại biên, chấp hành nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, lực lượng đoàn viên đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã kế thừa và phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của lực lượng. Đồng thời, lực lượng đoàn viên luôn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới.
Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên thanh niên xung kích tham gia chốt quản lý bảo vệ biên giới, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát dịch COVID-19. Với cách làm sáng tạo trong công tác phòng chống dịch, nổi bật chuyến xe không đồng, hình ảnh chiến sĩ quân hàm xanh miệt mài trên những chuyến xe mang lương thực thực phẩm đến từng hộ gia đình bị cách ly, hộ nghèo, gia đình chính sách để tặng nhu yếu phẩm cần thiết, kết hợp tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 đã trở thành dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân. Ở vùng biên giới này, biên phòng với bà con ở biên giới này rất là gắn bó lâu lắm rồi. Bà con, mấy người biên phòng ở Phước Tân là lo cho bà con, chứ lại phối hợp và giữ gìn an ninh biên giới trật tự địa phương. Đặc biệt là dịch bệnh. Dịch bệnh là biên phòng chăm lo cho rồi giữ gìn biên giới chặt. Truyền truyền cho bà con mình đừng có đi va lại đi nhiều, đi phải đeo khẩu trang, lên đường phải đeo khẩu trang, không có tập trung đông người, đại sợ lây. Hồi lúc cách ly là bộ đội mang đồ ăn đến thăm sức khỏe từng nhà tặng quà cho mấy gia đình cách ly. Để giờ hết dịch rồi bà con mình cũng lo làm ăn, rồi mấy anh chăm lo vì biên giới an ninh trật tự là rất là tốt, ở biên giới không có xảy ra chuyện gì. Với tinh thần tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thời gian qua, chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã phối kết hợp với các cá nhân tập thể, giúp đỡ đồng bào gặp nhiều khó khăn, thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân tại địa phương. Thiết thực nhất phải kể đến chương trình Nâng bước em tới trường cho 3 em học sinh nghèo có điều kiện khó khăn, mỗi em 500.000 đồng một tháng, đến khi học hết phổ thông. Đã và đang thực hiện chương trình nuôi heo đất, thực hiện quỹ học bổng Trần Thị Xanh vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đơn vị đã trao học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn 3 xã Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh trị giá 7 triệu đồng một năm. Hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đán, chi đoàn luôn làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân, tổ chức tốt chương trình Xuân Biên Phòng, Ấm Lòng Dân Bản, Xuân Biên Cương, Tết Hải Đảo, tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn. Làm tốt công tác phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa, tạo không khí sôi nổi, sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ. Chi đoàn Phước Tân thì có những hoạt động nổi bật đối với địa phương của xã, phối hợp với chi đoàn xã Hành Long á, thì có những cái thực hiện cái chương trình là gian hàng không đồng, chuyến xe không đồng là để đến những bà con những phần quà trong những vùng sâu vùng xa, người dân tộc thiểu số. Thì đó, trong cái nhiệm vụ đó thì hàng năm á, thì đoàn chi đoàn biên phòng Phước Tân cũng phối hợp với xã đoàn Hành Long tổ chức cái những hoạt động tổ chức vui chơi thiếu nhi cho những các em ngày 1 tháng 6, quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu đó cho những em dân tộc trên miền cơ trên địa bàn thiếu nhi trên này và xã Hành Long. Đó. Về ngoài ra thì công tác tuyên truyền của đồn biên phòng phối hợp với đoàn xã Hành Long thì cũng rất là nhiều về công tác phòng chống dịch nè, rồi xử lý tuyên truyền các xử nghị định xử lý về vi phạm nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Đó. Rồi ngoài ra còn những hoạt động thể thao thì đồn biên phòng luôn phối hợp với xã Hành Long tổ chức những giao lưu bóng chuyền, giao lưu văn nghệ văn hóa nghệ thuật trên địa bàn xã. Một đối với điều ấn tượng nhất là của những người lính hay tham gia với đoàn viên của xã Hành Long thì mấy bạn rất là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng trong những hoạt động của hai đơn vị phối hợp với nhau. Đó là điều ấn tượng nhất. Dù ở các bạn ở xa nhà nhưng mà lên đây với một chung một tấm lòng nó cùng hướng về nhân dân như vậy thì rất là hoan nghênh cái tinh thần đó của các bạn. Với nhiều chương trình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên đa dạng phong phú, tuổi trẻ bộ đội biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã thể hiện rõ nét tinh thần xung kích sáng tạo và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã thực hiện tốt các chương trình kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên, góp phần vào thành tích chung của đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đoàn viên thanh niên đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giúp đỡ đồng bào biên giới ổn định cuộc sống, xây dựng bản làng văn hóa, ngày càng thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, chung tay cùng toàn lực lượng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Chương trình truyền hình chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.